Chào tất cả mọi người nha. Hôm nay là ngày 9 tháng 6. Lai Châu hôm nay mới mưa xong, rất là ướt át luôn. Hàng về được thêm một số loại mọi người nhé. Tâm dương hoắc tươi này 150.000 một cân. Chuối hồ sấy miếng 100.000 một cân nhé mọi người nhé. Sâm béo đen 150.000 một cân mọi người nhé. Gừng đen 150.000 một cân. Hà thủ ô 150.000 một cân. Mận máu hôm nay về rất là nhiều mọi người nhé. Hàng vừa về xong còn mới tinh tình luôn các bác. Cái này ngâm rượu thì thơm lừng mũi luôn các bác ạ. Màu rượu thì rất là đẹp. Hoa đu đủ tươi nhé mọi người nhé. Hàng vừa về xong rất là đẹp. Hỗ trợ ngâm mật luôn cho mọi người. Mọi người đi xa thì chắc là em phải ngâm mật gửi cho nó đảm bảo. Còn miền Bắc thì em sẽ gửi không hoặc là hút chân không cho mọi người nhé. Giá bây giờ đã xuống nhiều rồi mọi người, 100.000 một cân thôi. Đợt đầu mùa thì 150.000, bây giờ thì xuống thì còn 100.000 một cân thôi. Nên mọi người lấy thì liên hệ em nhé, hoặc ấn vào giỏ hàng nhé. Em xin cảm ơn mọi người.